Chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ghép nối cái lọc nè, cái lọc âm thanh nè, cho cái loa kéo cũng như loa phone nha. Ở đây mình sử dụng là bốn món nha: đẩy, micro, lọc và vang cơ. Đó, thì đầu tiên mình đấu nối theo thứ tự nha: vang xuống lọc, xuống mic, xong cái qua đẩy nha. Đây thì có nhiều video người ta ghép là cái dàn lọc này đi trước nha, có nghĩa là âm thanh lấy tín hiệu đi vào lọc, xong cái lọc đi xuống vang, rồi vang xuống đẩy. Đó thì hôm nay mình sẽ đấu là ngược lại nha, mình sử dụng là vang. Cái đầu tiên là mình sẽ lấy tín hiệu âm thanh từ vang, xong vang xuống lọc, từ lọc xuống đẩy nha. Đó, lý do là tại sao khi mà các bạn lấy tín hiệu âm thanh từ cái lọc á, thì các bạn chỉ kết nối bằng cái cổng có dây thôi. Đó, các bạn kết nối từ cổng AV hoặc là cái cổng Canon, lấy tín hiệu âm thanh đi vào lọc, xong đó các bạn là lấy tín hiệu out đi ra vang. Đó, xong cái từ vang đi xuống đẩy. Thì cái này mình chỉ kết nối có dây được thôi nha. Còn nếu mình kết nối Bluetooth á, thì mình sẽ lấy kết nối từ cái vang trước. Đó, kết nối từ cái vang trước, xong xuống lọc, từ lọc xuống đẩy nha. Đó. Còn nếu mà các bạn chỉ lấy kết nối âm thanh từ cái lọc này trước á, xong rồi tới mới có vang á, thì không có kết nối Bluetooth được nha. Đó, mình chỉ kết nối bằng cổng có dây thôi. Mình sẽ có cánh dây nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra phía đằng sau, mình chia sẻ cái cách ghép nối cho cả nhà xem nha. Rồi đây là mặt sau của cái vang nè, đây là năng cái lọc nè, vang lọc âm thanh, này là micro không dây nha. Đó, micro không dây là có bốn anten. Đây mình sẽ quay, mình để ngang xuống cho các bạn dễ nhìn thấy nha. Rồi bây giờ mình tiến hành cách nối. Đầu tiên thì mình chú ý tới cái vang nè, cái vang cơ hay vang số gì không cần biết, mình chỉ lấy tín hiệu ra âm thanh thôi. Tín hiệu âm thanh đi ra là đây, left right, đây là output nha, mình lấy từ cổng output. Đây mình sẽ cắm cái sợi dây Canon này vào một đầu vào dưới led đây nè. Đó là output ra nha. Mình sẽ vào input. Đây input của cái lọc âm thanh đây. Đó là input, cái này là kênh 1 nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái dây Canon nữa, mình sẽ lấy từ cổng out right nè. Của cái vang nè. Mình sẽ đi vào in input 2 của cái lọc âm thanh đây. Đó. Đây nó có sử dụng bằng cái cổng là cái rắc 6.5 nha. Mà mình không có sử dụng rắc 6.5, mình sử dụng như rắc Canon luôn nha. Mình sẽ đi vào đây. Rồi. Tiếp theo. Từ cái out của cái lọc âm thanh đó, mình sẽ đi xuống cái main nha, xuống cái đẩy nha. Đây mình sẽ lấy từ cổng out một này trước nha. Rồi mình sẽ đi vào cái input đây, input của cục đẩy nè. Đây input, đây cái đường input đi vào của nó đây, mình sẽ cắm vào đây, mình cắm vào kênh A nha, một xuống A nha. Tiếp theo out 2 của cái lọc âm thanh này, mình sẽ xuống kênh B của cái đường input này của cục đẩy nè. Rồi sợi còn lại chỉ là cái sợi mic đó, cái đường out mic của cái micro không dây này mình sẽ đi vào vang nha. Đây là đi vào cổng mic của vang nè. Đó. Khi mà cái đường out mic đi ra cái vang nè, nó sẽ vào vang nha, và vang mới ra đi ra cái lọc tiếng, từ lọc tiếng xuống đẩy, có nghĩa là cái tiếng mic này nó đi qua dàn lọc này luôn nha. Đó, nó đi qua cái lượt lọc âm thanh này luôn nha. Đó. Nên mà khi mà mình chỉnh cái lọc này cho nó vừa phải, nếu mà các bạn chỉnh quá là nó sẽ gây tiếng hú nha, tại vì cái đường tiếng của mình đó, nó đi qua luôn cái
cái lọc âm thanh này luôn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ quay cái mặt phần trước cho cả nhà xem nha. Đây. Đây là mặt trước nha. Đó, nếu mà cả nhà sử dụng mà cái lọc âm thanh á thì mình nên hạn chế cái chỉnh chép nhiều nha. Đây nè, cái khung mà từ 1K nè trở đi nè tới 16K nè. Đó là cái tiếng chép á, cả nhà mình chỉnh cho nó vừa phải thôi, đừng cái mà chỉnh cao quá thì nó sẽ là khi mình hát karaoke nó sẽ nghe tiếng hú rất là khó chịu nha. Đó, thì cái video của mình hướng dẫn cả nhà mà lắp thêm cái lọc tiếng vào cái loa kéo chung với vang với đẩy nha. Đó thì như hồi nãy mình đã nói thì thông thường người ta nhiều video người ta sẽ lấy cái tín hiệu âm thanh đi vào cái lọc âm thanh này trước, sau đó từ cái lọc âm thanh này mới đi vào vang nha. Người ta sử dụng bằng cái cổng mà cắm dây AV hoặc là dây canon. Đó. Còn hôm nay mình sẽ lấy tín hiệu âm thanh từ cái vang trước, đó là mình sẽ kết nối được Bluetooth luôn. Nếu mà cả nhà mà lấy tín hiệu âm thanh từ cái lọc âm thanh này á đi vào xong có đi vào vang á thì mình sẽ không có kết nối được cái Bluetooth nha. Có nghĩa là mình kết nối Bluetooth có nghĩa là mình lấy tín hiệu sau rồi, mình lấy tín hiệu từ cái vang rồi nên cái dàn lọc này nó không có tác dụng gì hết. Đó, bắt buộc là mình phải lấy cái vang, lấy tín hiệu âm thanh từ cái vang là kết nối Bluetooth hoặc là kết nối cổng cắm dây đều được nha. Đó, mình sẽ cắm dây cái đường input vào cái vang, sau đó từ cái vang này mới out ra cái dàn lọc âm thanh này. Từ cái dàn lọc âm thanh này đi xuống cục đẩy. Đây, video của mình xin chia sẻ cho anh em là kết thúc tại đây nha. Nếu anh em nào mà lần đầu tiên xem video thì hãy đăng ký kênh và like chia sẻ video ủng hộ mình nha, để mình có động lực ra nhiều video mới hơn. Rồi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.